Hiện nay, số lượng người nước ngoài ở Việt Nam ngày một gia tăng, kéo theo nhu cầu mua nhà ở của đối tượng này cũng tăng mạnh. Vậy, người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam hay không? Và cần những điều kiện gì để sở hữu nhà? Để giải đáp những thắc mắc này, Vụ Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Quang Hưng, văn phòng luật sư BQH và Cộng sự trong tiểu mục Q&A sau đây. Thưa luật sư, là hiện nay thì nhiều người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà tại Việt Nam. Vậy thưa ông, là người nước ngoài có được quyền mua nhà tại Việt Nam hay không? Và khi mua thì họ có được cấp sổ đỏ hay sổ hồng hay không ạ? Thứ nhất là về người nước ngoài thì chúng ta thấy rằng là hiện nay quy định pháp luật về nhà ở đã mở rộng cái phạm vi đối tượng ra. Và người nước ngoài định cư ở Việt Nam thì có quyền là mua nhà ở. Tất nhiên là người ta sẽ được cấp cái sổ gọi là sổ hồng. Chúng ta hiểu rằng là chỉ là mua trong các cái dự án kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư thôi. Và tỷ lệ người nước ngoài sở hữu các cái diện tích nhà hoặc là căn hộ cũng theo một cái tỷ lệ phần trăm nhất định. Hơn nữa thì người nước ngoài lại hạn chế về cái năm sở hữu, tức là họ sở hữu sẽ khoảng 50 năm. Vậy thì người nước ngoài cần những điều kiện gì để mua nhà tại Việt Nam? Và trong trình tự thủ tục mua nhà thì người nước ngoài cần lưu ý những điều gì? Cái người nước ngoài đấy thì người ta phải là người định cư, tức là người anh đang sinh sống tại Việt Nam. Thì những người mà sinh sống tại Việt Nam thì là đang làm việc hoặc học tập tại Việt Nam. Và họ có visa hoặc có thẻ cư trú tại Việt Nam thì đều đủ điều kiện để có thể mua nhà tại Việt Nam. Hoặc những trường hợp khác, những người mà có vợ hoặc chồng là người Việt Nam thì khi định cư tại Việt Nam thì vợ chồng đều có quyền là mua các cái căn hộ. Tôi lưu ý là như này, đối với trường hợp là nhà người nước ngoài mua nhà các dự án kinh doanh bất động sản ấy, thì họ sẽ chỉ nộp cho chủ đầu tư các cái giấy tờ cần thiết và cái nghĩa vụ mà cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật cho người mua nhà là người nước ngoài thì sẽ do chủ đầu tư thực hiện. Thì người nước ngoài chỉ việc cung cấp cho chủ đầu tư các cái giấy tờ chứng minh về nhân thân của mình và cái quyền cư trú dài hạn tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của luật sư với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.